Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cbiz 24 giờ, và ngay bây giờ hãy cùng chúng mình cập nhật những thông tin Cbiz mới nhất nhé. Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi đã ly hôn trong nhiều năm qua, nhưng mối quan hệ giữa hai người này tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo giới và cho đến bây giờ vẫn gây chú ý bởi những tin đồn của hai người. Trong những năm qua, Tạ Đình Phong vẫn luôn bị chỉ trích vì sự thờ ơ với hai đứa con trai là Lucas Tạ Trần Hiền và Quintus Tạ Trần Nam, nhưng anh vẫn không hề lên tiếng phản hồi. Tuy nhiên, vào ngày 5 tháng 5, truyền thông Đài Loan đưa tin Tạ Đình Phong đã đầu tư 948 triệu nhân dân tệ, tức là khoảng 3.100 tỷ đồng trong tài sản của mình để thành lập quỹ, và người hưởng lợi là hai con trai Lucas và Quintus. Đây là thông tin gây xôn xao và bất ngờ, bởi trước đó Tạ Đình Phong dường như không bao giờ đả động hay nhắc đến con trai trước truyền thông. Việc làm bí mật và số tiền khổng lồ này dành cho con trai chứng minh anh vẫn luôn quan tâm và lo lắng cho hai nhóc tỷ. Cặp đôi Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi ly hôn vào tháng 8 năm 2012. Trương Bá Chi suốt bao nhiêu năm qua vẫn nuôi hai con vất vả, nhất là sau khi cô sinh thêm quý tử thứ ba. Trước đó, cậu con trai cả đã từng lên tiếng trước truyền thông rằng Tạ Đình Phong không xứng đáng với Trương Bá Chi, dư luận chỉ trích anh thậm tệ. Theo truyền thông Hồng Kông, con trai Tạ Đình Phong đã đủ lớn để có thể trả lời phỏng vấn, bày tỏ thái độ của mình. Nhưng trên thực tế thì Tạ Đình Phong luôn gửi tiền chu cấp và thỉnh thoảng vẫn đến thăm các con. Tài tử Hồng Kông cũng hiếm khi chia sẻ hình ảnh con trai trên mạng xã hội với quan điểm về vấn đề riêng tư và không muốn bị truyền thông chú ý. Tạ Đình Phong gia nhập làng nhạc từ năm 15 tuổi, có khả năng sáng tác ca khúc, từng nhiều lần thắng giải nam ca sĩ được yêu thích nhất năm tại các giải thưởng làng nhạc Hoa ngữ. Đình Phong còn nổi tiếng với phim Bản sắc Nam Nhi, Viên đạn biến mất, Vô cực, Tân Thiếu Lâm tự, Tân câu chuyện cảnh sát, Phong vân 2, vân vân. Sự nghiệp của Tạ Đình Phong những năm gần đây khá bùng nổ, anh không chỉ tham gia nhiều chương trình thực tế mà còn mở rộng phát triển thương hiệu riêng của mình, việc kinh doanh cũng phát đạt. Tạ Đình Phong vốn được đánh giá là nghệ sĩ có đầu óc nhạy bén, không chỉ có những khoản đầu tư lớn vào thị trường phim ảnh và thực phẩm mà anh còn đầu tư vào bất động sản. Trong những năm vừa qua, anh sở hữu tài sản và giá trị khổng lồ. Công ty sản xuất phim và truyền hình Bio của Tạ Đình Phong có tổng giá trị thu về 24 tỷ đài tệ, tức là gần 19.000 tỷ đồng, mỗi năm thu hút các nhà đầu tư lớn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để cập nhật thêm những thông tin Cbiz mới nhất nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!